Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Sự thật tuyệt vời về tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, tổ tiên báo mộng, hưởng lộc phú quý, ẵm 100 tỷ cầm tay, đổi đời giàu sang, tiền vàng chật két, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng với quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Giúp quý bản mệnh nắm bắt được vận trình công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của bản thân, cũng như những thuận lợi và khó khăn của mình. Đặc biệt, trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin cảnh báo về ba hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 mà chưa từng có ai tiết lộ, và chỉ cần tránh ba hiểm họa này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ, đổi đời giàu sang. Không để cho quý khán giả chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Hãy chắc chắn xem hết lá số của mình để nắm trọn lấy vận may hiếm hoi trong những ngày cát lành này. Tôi khẳng định quý khán giả sẽ bất ngờ bởi những điều sẽ đến với mình đấy. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thân mến, mỗi cá nhân chúng ta đều có một góc tin vào nhân quả, tin rằng làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Nhưng tin vào nhân quả là để sống thiện hơn, sống đúng hơn, là để mọi hành vi trong đời thường đều theo đúng chuẩn mực về chữ đức, để mọi việc bản thân làm đều theo đúng phạm vi của chữ đạo. Người hiểu về nhân quả tính và quy luật thiện ác chính là người sống có đạo đức. Vậy trong cuộc sống của chúng ta là chuỗi quá trình nhân quả. Ở trong quá trình đó thì bất kể loài nào cũng không tách ra được khỏi quy luật nghiệp quả. Có người xác nhận nghiệp dữ mà báo tới lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện chuyển biến. Tình hình từ xấu thành tốt là do cái đức năng của người ấy và nhân quả có vận hành, nhưng cần phải có thời gian, đến ngày đến giờ, đến thời điểm. Ví như gieo một hạt táo cần có thời gian để hạt trổ mầm, để mọc thành cây, để đơm qua rồi mới kết trái. Là một hành vi thiện, cũng cần thời gian mới gặp sự may mắn tương ứng. Một hành vi thiện cần thời gian để có được sự đền bù vào thân. Nên dù ngày hôm nay là những ngày khó khăn, khinh rẻ của người đời, nhưng biết đâu khi may mắn mỉm cười, chúng ta lại được sống trong một cuộc đời đủ đầy, trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Sống có đức độ ắt thắng số phận nghiệt ngã do nghiệp tạo ra. Tử vi học có nói, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 này, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 bị ảnh hưởng của thương hại, vận trình nhiều thăng trầm, gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, nếu biết và tránh được những tai ương sẽ nói sau đây, Quý Hợi vẫn có thể biến nguy thành an, bảo toàn may mắn, giúp họ thay đổi cuộc đời. Theo can chi ngũ hành, thì tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 chính là con giáp có vận số biến động khôn lường, số mệnh thay đổi nhiều nhất trong tử vi phương đông của 12 con giáp. Số mệnh của họ là tài phú tề thiên, nghĩa là số mệnh định sẵn sẽ nhận may mắn bất ngờ, đang nghèo khổ mà kiếp bỗng được các tinh lộc tinh chiếu rọi. Các hung tinh xấu đều phải tránh ra, tiểu nhân cũng sợ hãi mà né tránh, khiến cuộc sống của họ hanh thông vô cùng. Một bước lên hương đổi đời giàu có hết phần thiên hạ, nếu biết và tránh được những tai ương sẽ nói sau đây.
mọi sự nghiệp vĩ đại thoạt nhìn đều thấy thông thường và mọi người được đứng ở chỗ cao thường là do họ đủ giỏi và đủ xứng đáng. Nên nếu Quý Hợi thích và Quý Hợi đủ tự tin, vậy thì cứ lên kế hoạch và cứ thế mà làm. Quý Hợi không cần ai ủng hộ, vì bản thân Quý Hợi là nguồn động lực lớn nhất của chính mình rồi. Cũng chẳng ai tin tưởng Quý Hợi hơn Quý Hợi, chẳng ai có thể động viên ta tốt hơn Quý Hợi cả. Mệt quá thì tạm nghỉ, nản quá thì tạm ngừng, chán quá thì say một trận rồi ngủ một giấc và lại lao vào mà đấu chiến với đời. Đường thành công thường cô độc, vì đường đông đúc thì thường nhân đi hết rồi. Nên chấp nhận sự cô độc, không nói ra điều mình định làm, tránh bị cười nhạo, tránh bị mòn đi cái quyết tâm của mình. Vì từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch là thời điểm tốt, mong Quý Hợi chuẩn bị đủ chu toàn cho từ giờ đến đoạn đủ thuận mà đi xa. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo, tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người Quý Hợi an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Quý Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng, họ khoan dung, độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác. Vì vậy, Quý Hợi luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người trong suốt cuộc đời. Họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Quý Hợi luôn muốn giúp đỡ, tương trợ khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó sai lầm của bạn, thì người tuổi Quý Hợi vẫn không hề có ý trách cứ, mà sẽ dốc sức giúp đỡ. Tuổi Quý Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Nhược điểm cần khắc phục nhất của Quý Hợi chính là sự cả tin. Dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, kể cả những người mới gặp lần đầu tiên, họ không hề cảnh giác với bất cứ lời nói hoặc hành động của mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, họ cũng rất dụng về trong việc từ chối yêu cầu của một ai đó, vì luôn cảm thấy áy náy khi không giúp được mọi người, nên họ thường xuyên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những đặc điểm này sẽ khiến họ bị kẻ xấu lừa gạt, hãm hại. Họ phải rèn luyện tinh thần cảnh giác thì mới tránh được những mối nguy đang rình rập. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thực chất đã có khí chất tôn quý, sang chảnh, nên tính cách thường thanh cao khác hẳn với những người thông thường khác tiếp xúc với họ. Dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy từ họ ánh ra một khí chất cao quý, sang trọng và quý phái. Vì tuổi Quý Hợi ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc như đinh. Cách tư duy, hành vi của tuổi Quý Hợi thường độc lạ, mang một phong thái riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành vi quân tử của họ trong việc làm và đời sống. Tuổi Quý Hợi có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực tối cao thì mới có chỗ đắc dụng. Cho nên vì thế, tuổi Quý Hợi giàu trí tiến thủ, muốn được góp sức và lập sự nghiệp, chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không, họ thích ở ẩn và tiêu dao. Người tuổi Quý Hợi rất tinh xảo, có năng lực cảm thụ và năng lượng thẩm mỹ nghệ thuật. Họ là những người suy nghĩ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Tuổi Quý Hợi không thích mê hoặc và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người, càng không nói năng ngọt ngào, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Trong một số trường hợp, tuổi Quý Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán, tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, Quý Hợi sẽ tự mình giải quyết đối mặt với gian nan, thử thách. Họ không trông cậy cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp Quý Hợi có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Tuổi Quý Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp mọi người vui vẻ, có thể thay người khác đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ, vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì. Ngược lại, có khi còn gì quá thành thật, trong sáng,
mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của tuổi Quý Hợi sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay mà đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng, họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đặc biệt, đôi khi Quý Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể để làm được nhiều việc lớn, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội, nên có thể dẫn đến thất bại. Tuổi Quý Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Quý Hợi sinh năm 1983 là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, hòa đồng. Thân thiện là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở tuổi Quý Hợi. Họ thích kết bạn với những người có nhiều điểm tương đồng với mình về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, họ luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm chu đáo. Việc họ đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế, họ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm. Ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý trọng ở Quý Hợi. Vì thế, họ thường được hưởng nhiều phước lành. Đi đến đâu, làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ tận tình. Có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số. Ngay từ khi mới sinh ra về sau, họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Trong cuộc sống, người tuổi Quý Hợi có trí lớn và luôn lạc quan. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh, thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có chốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Tuy mọi việc tương đối thuận lợi, nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận. Họ là những người không công nghệ, hình thức người tuổi Quý Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, luôn dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cùng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Quý Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi gặp khó khăn, họ sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ, vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ, thì không có gì ngăn cản họ được. Quý Hợi thích tự lực cánh sinh nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Quý Hợi mệnh thủy là những người sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Nữ mệnh tuổi Quý Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm cũng như trong hạnh phúc hôn nhân, gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống lại gặp quá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như tài chính. Thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng an nhàn. Tổng kết cuộc đời, nữ mệnh Quý Hợi phải bôn ba, vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, thế nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên, được hưởng nhiều phú quý. Nam mệnh tuổi Quý Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, Quý Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý, là người sống lương thiện, nhân hậu. Bởi vậy nam mệnh tuổi Quý Hợi trong cuộc sống họ được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ ra tay giúp đỡ. Xét tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Về phương diện công việc, tháng có nguyệt lệnh lâm đất tử, lại thêm tương xung thái tuế án ngữ, nên Quý Hợi sẽ gặp nhiều khó khăn trong cách triển khai công việc. Quý Hợi vừa bị đồng nghiệp không thống nhất, cấp trên gây áp lực, nên việc hợp tác cũng chưa thật sự suôn sẻ. Chính vì tất cả những vấn đề này đã khiến tinh thần làm việc của Quý Hợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lời nhắc cải mệnh dành riêng cho tuổi Quý Hợi đó là vào thời điểm vận khí xấu này,
thì càng cần phải cảnh giác giận tiểu nhân hãm hại. Thời gian này tốt nhất là Quý Hợi nên tập trung để cải thiện các mối quan hệ xã giao, sống dĩ hòa vi quý, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân. Tài lộc cũng giảm sút khá mạnh do đại hao tác động, làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài. Thời điểm này, Quý Hợi cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình, kẻo người chịu thiệt là chính Quý Hợi. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện dành cho cả nam mệnh và nữ mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Đối với nam mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, xét về phương diện công danh, sự nghiệp, dự báo đây là một tháng vất vả và nhiều suy nghĩ trăn trở. Quý Hợi bị đồng thời cả tương xung thái tuế và nguyệt lệnh lâm tử giáng họa, xui xẻo ập tới. Quý Hợi gặp phải rất nhiều cản trở cho công việc của mình, cạnh tranh hay áp lực trong thời điểm này không thể thiếu. Quý Hợi sẽ cần tự điều chỉnh để thích nghi mới mong sớm vượt qua tai họa lần này. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, quá trình triển khai kế hoạch công việc không diễn ra như mong muốn, nhiều vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát, Quý Hợi làm gì cũng có cảm giác trục trặc, bất thuận, nhất là những việc liên quan đến thủ tục, giấy tờ hành chính, đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công mất sức, tổn hao trí lực. Đặc biệt, thời điểm này còn ẩn tàng điều tiếng thị phi, có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, nhắc nhở Quý Hợi hành sự tỉnh táo và bình tĩnh, đừng lơ là khinh suất sập bẫy kẻ xấu, kẻo ảnh hưởng tồi tệ đến toàn cục diện. Chưa dừng lại ở đó, tương xung còn khiến các mối quan hệ trong công việc của Quý Hợi gặp nhiều trục trặc. Trong quá trình làm việc, Quý Hợi dễ gặp phải đối tác khó khăn, cố chấp, khó thuyết phục, đồng nghiệp thì không hiểu ý, áp lực từ cấp trên đè nặng, càng khó khăn hơn nếu đối phương còn có thành kiến sẵn với bạn trong khoảng thời gian này. Việc cải thiện mối quan hệ xã giao là điều vô cùng cần thiết, vì giận khí giảm, nếu không có quý nhân giúp sức, e rằng một mình Quý Hợi ứng phó với khó khăn sẽ vô cùng vất vả. Vậy nên, Quý Hợi nên chú ý cách hành xử của mình trong mọi tình huống, sống dĩ hòa vi quý, điều chỉnh lại thái độ. Khi nói chuyện với mọi người và khách hàng, nên thể hiện sự thành ý nhiều hơn, đặc biệt, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân, đó mới là người thông minh. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Quý Hợi gặp tháng xung thái tuế, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, thêm cả đại hao hung tinh hoành hành, đủ loại điềm báo bất lợi cho thấy tài lộc có thể suy giảm rất mạnh. Với người làm công việc cố định, công việc bất ổn, kéo theo thu nhập trong thời điểm này bấp bênh, thậm chí nếu không đủ tập trung, Quý Hợi có thể sẽ gây ra sai sót, buộc phải bỏ tiền túi để khắc phục hậu quả hay bồi thường thiệt hại. Việc làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài, lúc này bạn chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới. Tỷ lệ thành công không cao, hơn nữa, rủi ro tiềm tàng khá lớn, Quý Hợi đừng quên làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Những suy nghĩ làm giàu bất chấp cũng nên được loại bỏ, chớ nên nghe lời đường mật dụ dỗ của người khác mà đâm đầu mù quáng, kẻo vướng họa lao ngục hoặc thế thân cho kẻ khác. Đặc biệt, thầy tử vi cảnh báo từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, Quý Hợi cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình, kẻo người chịu thiệt là chính bản thân Quý Hợi. Đồng thời, thời điểm này, Quý Hợi cũng nên đề phòng bị mất cắp, trộm cướp, đồ đạc có giá trị nên được bảo quản cẩn thận, nhất là khi đến nơi đông người, chớ nên hớ hênh, tạo điều kiện cho kẻ gian dòm ngó và trộm mất. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, người tuổi Quý Hợi vốn là con giáp đa sầu, đa cảm bậc nhất, nên từ nay đến rằm bị cục diện nguyệt lệnh lâm tử hoành hành, khiến Quý Hợi càng thêm chất chứa nhiều muộn phiền hơn. Cuộc sống có lúc thuận, lúc nghịch là điều không thể tránh khỏi. Những điều khiến tâm trạng của Quý Hợi lúc nào cũng nặng trĩu hơn cả là bởi Quý Hợi cứ giữ mọi chuyện trong lòng, không chịu chia sẻ với mọi người xung quanh. Khi không giải tỏa được áp lực tâm lý, tinh thần sa sút, Quý Hợi có xu hướng sinh hậm hực với người xung quanh, không còn tâm trí đâu mà bồi dưỡng tình cảm của mình nữa, nên vận trình tình cảm giảm sút. Bên cạnh đó, tương xung còn khiến các mối quan hệ tình cảm lứa đôi của Quý Hợi gặp nhiều bất lợi, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui,
Không ít lần Quý Hợi phải chịu tổn thương, nhưng lại không được thấu hiểu. Để hai người có thể ở bên nhau dài lâu được hay không, còn cần rất nhiều yếu tố chứ không phải cứ có duyên mà được. Nhưng đáng tiếc là hai người đang giữ cái tôi quá lớn, nên khi có mâu thuẫn xảy ra, chẳng ai chịu là người nhún nhường. Dần dà, mối quan hệ đi vào bế tắc là điều đương nhiên. Lúc này, cả hai đều cần nhìn nhận lại thái độ của bản thân, hơn thua tới cùng với người mình yêu thương liệu rằng có đem lại cho Quý Hợi cảm giác thoải mái hơn hay không. Đối với người độc thân, Quý Hợi vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc mới, nên hạnh phúc cũng chưa tìm tới. Dù cơ hội cũng có đôi lần nhưng đều trôi qua trong đáng tiếc. Theo đuổi lý tưởng công việc là tốt, nhưng cũng đừng quên chăm lo cho đời sống cá nhân nữa nhé. Với người đã có gia đình, Quý Hợi cần chủ động hơn trong các mối quan hệ, dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm tới bạn đời, con cái và cha mẹ, thay vì mãi mê với lý tưởng của mình. Xét về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, Quý Hợi được cảnh báo phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Bởi do chịu ảnh hưởng bất lợi từ xung thái tuế gia tử cục, nên Quý Hợi cũng gặp rất nhiều điều bất lợi về sức khỏe. Thời điểm này, tinh thần của Quý Hợi giảm sút nghiêm trọng bởi bao nỗi lo cuộc sống đè nặng lên đôi vai. Chính vì vậy mà sức khỏe cũng đối diện nhiều vấn đề nguy cấp. Do đó, lời khuyên cho Quý Hợi lúc này là nên dành thời nghỉ ngơi và dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, hung giận quá lớn có thể gây ra các sự cố tai nạn, quả huyết quang ngoài ý muốn. Quý Hợi cũng nên chú ý giữ an toàn khi làm việc tay chân, di chuyển đi lại thời điểm này. Tốt nhất nên tránh tham gia các trò mạo hiểm như leo núi. Đối với nữ mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch sẽ là khoảng thời gian đầy khó khăn với người tuổi Quý Hợi, khi bản mệnh liên tục bị các hung tinh tác động. Mọi sự đều khó như ý muốn, đây cũng là nguyên nhân khiến Quý Hợi thường xuyên cáu gắt trong thời gian này. Trên phương diện công việc, áp lực và khó khăn tương đối nhiều, Quý Hợi thường phải làm thêm giờ hoặc dành nhiều tâm sức để đối mặt với những khó khăn mới. Đồng thời, phải hành động thận trọng để tránh gặp rắc rối, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, nên cơ mặt không thể giãn ra được. Dù bản thân Quý Hợi là người giỏi thao lược và nhanh nhẹn, thông minh, nhưng cũng không thể tránh khỏi quả mất tiền trong thời gian này. Nhất là những mánh khóe lừa đảo, sai sót trong sổ sách, tiền bạc, thu chi, đành chấp nhận thuận theo số phận để mọi việc được trôi chảy. Người tuổi Quý Hợi nên cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh với niềm tin rằng dù có khó khăn đến mấy thì vẫn có cách để giải quyết. Đừng làm mọi sự rối tinh lên, Quý Hợi sẽ chỉ thiệt thân mình mà thôi. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 và cẩm nang dượng vận của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy con giáp tuổi Quý Hợi có xu hướng sống khép kín. Chính sự ích kỷ của bản mệnh đang vô tình tạo rào cản ngăn cách Quý Hợi với mọi người xung quanh. Bạn đang tự xây tường thành, khiến bất cứ ai muốn chạm vào trái tim bạn đều cảm thấy thực sự khó khăn và nhiều khi họ bất lực trong việc cố thay đổi bạn. Người tuổi Quý Hợi độc thân chịu sự thúc ép của người nhà, nên bạn cảm thấy hoang mang. Thế nhưng, cũng đừng để bản thân đi đến những lựa chọn không chắc chắn. Người có đôi lại cảm thấy khó chịu với góc nhìn có vẻ tiêu cực của một nửa của mình. Một chuyện nhỏ nhặt cũng dễ nảy sinh cãi giả không đáng có. Tỷ kiên xuất hiện vào đầu thời điểm này làm cho con giáp tuổi Quý Hợi bị áp lực đè nặng. Bạn cảm thấy như mình không thể tìm được lối thoát cho vấn đề của mình. Thế nhưng, nếu giữ vững niềm tin, suy nghĩ tích cực thì mọi việc cũng sẽ sớm qua thôi. Dịch mã xuất hiện nhắc nhở cho tuổi Quý Hợi nhớ rằng đừng ngại khó, ngại khổ, vì chúng là cơ sở để Quý Hợi chứng tỏ năng lực, và khi Quý Hợi làm tốt thì tiền bạc lại càng nhiều. Vì thế, đừng vội chọn an nhàn mà nên tập trung vào khía cạnh bạn có thể phát triển được bản thân và kiếm được tiền. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số may mắn: 06, 43, 12. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Thời gian này có thể thấy cảm xúc của Quý Hợi sẽ có nhiều xáo trộn và điều này có thể khiến bạn gặp xích mích với những người xung quanh. Ở nơi công sở,
Quý Hợi nên bình tĩnh tránh để ảnh hưởng tới công việc, kẻo bị đánh giá sai. Người tuổi Quý Hợi trong những ngày này chỉ nhìn thấy những điểm xấu và những việc chưa làm được của người ấy, nên bạn cảm thấy thất vọng, thậm chí bản mệnh có xu hướng so sánh, không hài lòng với cuộc sống hiện tại. May mắn là có thực thần ghé thăm vào ngày đầu, có thể mang lại một số tin vui, nhưng con giáp tuổi Quý Hợi không nên chủ quan, kẻo mắc vào cái bẫy người ta đang giăng ra trước mắt mình. Ngoài ra, nên thận trọng hơn trong chuyện tiền nong. Tử vi hàng ngày của tuổi Quý Hợi cho thấy, nhờ có Thái Dương xuất hiện mà mọi việc được sáng tỏ, dù có khó khăn hay thuận lợi, thì tuổi Quý Hợi cũng không lo lắng nhiều, vì bạn hiểu rằng mọi thứ chỉ có tính tạm thời, miễn là bản thân đừng quá bám vào đó là được. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, đỏ. Con số may mắn: 25, 86, 17. Cảnh báo đến bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 về ba hiểm họa cần tránh và cách hóa giải từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Một là tài vận bất ổn. Đường tài lộc của tuổi Quý Hợi thời điểm này khá ảm đạm, tài vận khi thăng, khi trầm, chẳng được ổn định, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội tốt. Để thay đổi vận mệnh của mình, thu nhập hiện tại của Quý Hợi bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề, nhất là người đầu tư kinh doanh, khả năng thua lỗ của bạn là rất lớn. Có thể do phán đoán sai tình hình, có thể do bị lừa gạt, nhưng nói chung là tiền bạc trong tay càng ngày càng ít đi trông thấy. Hai là công việc không như ý. Theo dõi tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tuổi Quý Hợi không có được sự thuận lợi trong công việc như ý muốn. Bản mệnh cần tìm cách để khắc phục những thiếu sót mình đang gặp phải để cải thiện tình hình. Quý Hợi cố chấp cho mình là đúng, khiến cho cơ hội bị bỏ lỡ và công việc bị đình trệ. Bản mệnh thiếu suy nghĩ trước khi hành động, nên có khi đi nhanh mà thành đi ẩu, bỏ lỡ nhiều chi tiết quan trọng cần lưu ý. Chẳng những thế, bản mệnh còn gạt bỏ hết những lời khuyên can, góp ý của những người xung quanh, từ chối lời đề nghị của người đi trước. Thất bại bạn nhận được không có gì là lạ cả. Ba là mâu thuẫn gia đình. Đường tình duyên của tuổi Quý Hợi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này cũng có nhiều vấn đề không được thuận lợi cho lắm. Người độc thân thì khá may mắn trong việc tìm kiếm tình yêu, còn người có đôi thì không. Bản mệnh khiến cho đối phương phật lòng, thậm chí tổn thương khi gạt bỏ hết ý kiến của họ để làm mọi chuyện theo ý mình. Sự bảo thủ của Quý Hợi dễ dẫn đến những mâu thuẫn giữa hai người, không chịu lắng nghe, không muốn đối thoại và chia sẻ. Con giáp này chỉ càng đẩy người mình yêu ra xa, khiến cho tình yêu đôi lứa dễ dàng phai nhạt theo thời gian mà không có cách nào để níu giữ lại. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng, và cuối cùng một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. Đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa vận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình, đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi. Tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm.
Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất. Còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.